Nhật cử quan chức cấp cao đến quần đảo Solomon. Ấn Độ, Anh ký thỏa thuận hợp tác an ninh. Video quảng bá quân sự ám chỉ sự ra mắt hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc. Đài Loan hoan nghênh quan hệ song phương với Pháp trong thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Macron. Quân đội Đài Loan tập trận trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng. Công dân Trung Quốc vẫn bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 26 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Nhật cử quan chức cao cấp đến quần đảo Solomon. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kentaro Uesugi đến quần đảo Solomon giữa lo ngại Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Nam Thái Bình Dương. Hãng Kyodo vừa đưa tin Nhật Bản cử một quan chức cấp cao đến quần đảo Solomon vào ngày 25 tháng 4 trong bối cảnh nhiều bên quan ngại về thỏa thuận an ninh mới đây giữa quốc gia Nam Thái Bình Dương này với Trung Quốc sẽ giúp Bắc Kinh gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Nhật, trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 27 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Kentaro Uesugi dự kiến sẽ thảo luận với giới chức cấp cao quần đảo Solomon về việc tăng cường mối quan hệ song phương và phối hợp trên trường quốc tế. Chuyến thăm diễn ra sau khi Trung Quốc vào tuần trước thông báo đã ký thỏa thuận với quốc đảo Thái Bình Dương này, cho phép Bắc Kinh điều động các lực lượng và cho tàu cập cảng. Khi hội đàm với giới chức quần đảo Solomon, dự kiến Thứ trưởng Uesugi sẽ thông tin về nhận định của Nhật đối với những nỗ lực gần đây của Trung Quốc trong việc bành trướng các hoạt động quân sự trong khu vực. Theo các nguồn tin chính phủ Nhật, thỏa thuận an ninh trên dẫn đến việc lo ngại từ nhiều nước trong khu vực và các đồng minh của phương Tây do lo ngại về việc gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực. Theo Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi, chúng tôi tin rằng thỏa thuận có thể ảnh hưởng an ninh của toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chúng tôi đang theo dõi diễn biến với sự lo ngại. Quần đảo Solomon chuyển mối quan hệ ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 2019. Hôm 22 tháng 4, Mỹ cảnh báo quần đảo Solomon về bất cứ hoạt động nào hướng đến việc mời Trung Quốc hiện diện quân sự sau khi ký thỏa thuận. Washington đã cử các quan chức cấp cao đến quốc đảo này. Đến ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Scott Morrison nói việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở quần đảo Solomon sẽ là làn danh đỏ đối với Úc và Mỹ. Song không cho biết Canberra sẽ ứng phó như thế nào nếu điều đó thành hiện thực. Ấn Độ, Anh ký thỏa thuận hợp tác an ninh. Nhân chuyến thăm Ấn Độ vừa rồi của Thủ tướng Anh Boris Johnson, hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác về quốc phòng và an ninh. Nội dung cụ thể của thỏa thuận này không được công bố. Ông Johnson chỉ cho biết London sẽ hợp tác và trợ giúp New Delhi chế tạo máy bay quân sự hiện đại. Không khó nhận ra thỏa thuận trên sẽ giúp Ấn Độ tăng cường thực lực quân sự, đồng thời giúp Anh hiện diện nhiều hơn về quân sự và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thỏa thuận cũng gây dựng quan hệ Anh-Ấn trở thành cặp bài trùng với một giá trị mới rất đặc biệt ở khu vực này. Từ sau khi ra khỏi EU, Anh có nhu cầu lớn và cấp thiết về việc chinh phục các khu vực và châu lục khác trên thế giới làm thị trường, đồng thời gây dựng ảnh hưởng, vai trò chính trị thế giới, đặc biệt ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cách làm của Anh là dùng thỏa thuận về thương mại tự do song phương cũng như đa phương, kết hợp thỏa thuận hợp tác về an ninh, quân sự và quốc phòng. Điển hình, Anh cùng với Mỹ, Úc thành lập thỏa thuận AUKUS hoặc thỏa thuận song phương với Ấn Độ vừa rồi. Riêng đối với New Delhi, London hiện còn theo đuổi mục đích thuyết phục Ấn Độ ngả hẳn về phía phương Tây trong vấn đề giữa Nga và Ukraine. Ấn Độ tận dụng lợi thế từ hợp tác với Anh để chơi con bài đối trọng với Mỹ, Trung Quốc và Nga, đồng thời đề cao vị thế ở Indo-Pacific. Lợi ích của Ấn Độ và Anh khác nhau nhưng lại lợi dụng lẫn nhau để hiện có lợi cho cả đôi bên. Video quảng bá quân sự ám chỉ sự ra mắt hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc. Theo giới chuyên gia và truyền thông Trung Quốc, một video quảng bá quân sự mà nước này mới phát sóng cho thấy tàu sân bay thứ 3 của quân đội Trung Quốc có thể sớm được hạ thủy. Một video dài 6 phút do Cục Chính trị Hải quân Trung Quốc và Truyền hình Quân đội sản xuất và phát sóng vào thứ 6 tuần trước đã giới thiệu sơ lược về chương trình hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.
và cách thức hoạt động của các hàng không mẫu hạm và quân nhân quân đội Trung Quốc. Trung Quốc hiện có hai hàng không mẫu hạm đang hoạt động là Liêu Ninh và Sơn Đông. Chiếc thứ ba đang được đóng và video được đề cập ở trên dường như ngụ ý rằng thời điểm hạ thủy hàng không mẫu hạm này đang đến gần. Video này được phát sóng nhân kỷ niệm ngày Hải quân của Trung Quốc vào thứ Bảy tuần trước. Và máy quay lướt đến hai hình ảnh boong tàu nơi máy bay cất cánh, một tham chiếu rõ ràng về hai hàng không mẫu hạm đầu tiên, trước khi chuyển sang một màn hình trống và phần giới thiệu những người tham gia làm phim. Ngụ ý này đã khiến một số phương tiện truyền thông Trung Quốc phấn khích. Tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc viết, đây là một ngụ ý rất rõ ràng, hàng không mẫu hạm thứ ba của đất nước sắp ra mắt. Tờ báo này dẫn lời ông Song Zhongping, một chuyên gia quân sự đồng thời là bình luận viên truyền hình của Trung Quốc, nói rằng hàng không mẫu hạm thứ ba được biết đến với cái tên gọi là Tai 003 có thể được hạ thủy vào nửa cuối năm 2022. Tờ báo cho biết chiến hạm có thể được đặt tên là Giang Tô, theo tên một tỉnh ở miền đông Trung Quốc. Đóng cửa vì Covid. Zhu Jixiang, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh của Đài Loan cho biết, video này cho thấy có vẻ như hàng không mẫu hạm thứ ba của Trung Quốc sẽ được hạ thủy trong tương lai gần. Trong một báo cáo vào tháng 11 năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ cho biết rằng lễ hạ thủy có thể sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị trì hoãn nhiều lần do Trung Quốc đang phải vật lộn với đại dịch COVID. Gần đây, các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đã được áp dụng tại Thượng Hải, quê hương của nhà máy đóng tàu Giang Nam, nơi tàu Type 003 đang được đóng. Tình hình COVID đã làm gián đoạn việc đóng tàu và có thể đã gây ra sự chậm trễ trong việc vận chuyển các bộ phận của con tàu. So với hai hàng không mẫu hạm đầu tiên, Type 003 có vẻ lớn hơn và có một số cấu hình quan trọng mới, trong đó hệ thống phóng máy bay từ tàu. Chuyên gia Seo từ INDSR cho biết, đây là tàu chiến có hệ thống hỗ trợ cất cánh, hạ cánh Catoba đầu tiên mà Trung Quốc có. Ông nói thêm, với Catoba, các hàng không mẫu hạm có năng lực tốt hơn nhiều, nhưng họ, Trung Quốc vẫn cần có đủ kinh nghiệm để điều hành. Báo cáo của CSIS hồi tháng 11 năm ngoái cũng cho biết sau khi hạ thủy sẽ phải mất nhiều năm để tàu Type 003 được biên chế cho Hải quân Trung Quốc và đạt tới khả năng hoạt động ban đầu. Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Hoa Kỳ, Trung Quốc đã có hạm đội hải quân lớn nhất thế giới, nhưng Mỹ lại có nhiều hàng không mẫu hạm hơn nhiều, 11 chiếc so với 2 chiếc của Trung Quốc. Dễ bị tổn thương như soái hạm Moskva. Bộ Quốc phòng Đài Loan, cơ quan đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến quân sự của Trung Quốc cho biết trong một báo cáo được công bố vào đầu năm nay rằng Type 003 sẽ cho phép Hải quân Trung Quốc có sức mạnh vượt qua chuỗi đảo đầu tiên. Chuỗi đảo đầu tiên khái niệm được hình thành trong chiến tranh lạnh, thường được dùng để chỉ các quần đảo lớn nằm ngoài khơi bờ biển lục địa Đông Á. Chuỗi này trải dài từ bán đảo Kamchatka ở phía Đông Bắc đến đảo Mã Lai ở phía Tây Nam và bao gồm lãnh thổ của hai đồng minh của Hoa Kỳ là Đài Loan và Philippines. Các nhà quan sát Đài Loan cũng chú ý đến kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu mới cho tàu sân bay Type 003 của quân đội Trung Quốc. Nhà phân tích quân sự Siêu cho biết, hai hàng không mẫu hạm đầu tiên chỉ có máy bay chiến đấu J-15 và có thể có một số trực thăng, nhưng chiếc thứ ba có thể có một số máy bay KJ-600 có khả năng kiểm soát và cảnh báo sớm trên không. Xi'an KJ-600 được cho là có thể phát hiện và theo dõi chính xác các máy bay khác, do đó làm tăng đáng kể hiệu quả của các máy bay tác chiến trên hàng không mẫu hạm. Trong khi đó, truyền thông Đài Loan cũng đang xem xét báo cáo cho rằng tên lửa Neptune của Ukraine đã đánh chìm tàu chiến Moskva của Nga vào tuần trước. Nga cho biết tàu chiến này đã bị hư hại trong một vụ cháy, không rõ nguyên nhân. Tàu tuần dương tên lửa Moskva được đóng tại nhà máy đóng tàu Mykolaiv trên Biển Đen ở Ukraine. Cũng là nơi chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được đóng từ thời Liên Xô cũ. Bắc Kinh đã mua chiếc tàu này, sau đó gọi là Varia và rồi đổi tên thành Liêu Ninh. Tàu Liêu Ninh thường xuyên tuần tra eo biển Đài Loan và có thể được triển khai trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với hòn đảo tự trị này. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, sẽ được hợp nhất với đại lục. Tờ Thời báo Tự do Liberty Times của Đài Loan dẫn lời một nhà phân tích nói rằng Đài Loan có kho vũ khí tên lửa chống hạm lớn hơn và mạnh hơn của Ukraine. Các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc có thể bị tấn công và dễ bị tổn thương như Moskva trước tên lửa chống hạm của Đài Loan, tờ báo này nhận định.
Đài Loan hoan nghênh quan hệ song phương với Pháp trong thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Macron. Ngày 25 tháng 4, tờ Taiwan News đưa tin Bộ Ngoại giao Đài Loan đã chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử, đồng thời phía Đài Loan cho biết quan hệ song phương giữa hai nước đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Đài Loan và Pháp chia sẻ các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ và nhân quyền. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết quan hệ giữa hai nước đang trở nên sâu sắc hơn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Macron. Ngoài ra, vào năm 2022, Pháp đã công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới, đầu tiên bao gồm có Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra rằng Pháp đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, bao gồm tại cuộc họp cấp bộ trưởng G7 vào tháng 6, cuộc tham vấn giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Pháp-Úc vào tháng 8, và đối thoại Nhật-Pháp và cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng vào tháng 1. Hơn nữa, Thượng viện và Quốc hội Pháp đã thông qua nghị quyết ủng hộ việc Đài Loan tham gia nhập vào các tổ chức quốc tế vào năm ngoái, đồng thời đã cử các phái đoàn đến thăm Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, đặc phái viên của Đài Loan tại Pháp, ông Ngô Chí Trung đã được mời tham dự các phiên điều trần ở cả hai viện của Quốc hội Pháp trong nhiều dịp. Tất cả những hành động này là bằng chứng cho thấy mối quan hệ ngày càng khăng khít và thân thiết giữa Đài Loan và Pháp. Quân đội Đài Loan tập trận trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng. Cũng theo tờ Taiwan News đưa tin, tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 269 của quân đội Đài Loan đóng tại Đào Viên đã thực hiện cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu vào sáng sớm Chủ nhật ngày 24 tháng 4. Hãng Liberty Times, sau khi đại đội trưởng ra lệnh điều động tiểu đoàn 3, nhiều loại xe bọc thép khác nhau đã được đưa ra tập trận, bao gồm xe tăng CM-11, thiết giáp chở quân CM-22 và báo hoa mai CM-33 lên đường bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Sau đó sẽ tiến hành các cuộc diễn tập theo các dạng tình huống để làm quen với điều kiện chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Khâu Quốc Chính đã lặp lại chính sách của Đài Loan về việc liên tục huấn luyện binh sĩ coi như một địa điểm chiến trường. Điều này giúp tăng tần suất các cuộc tập trận, sẵn sàng chiến đấu và tuần tra trinh sát. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Bành Hồ hôm thứ Năm ngày 21 tháng 4 đã tiến hành huấn luyện bắn đạn thật trong khuôn khổ hoạt động phòng thủ quần đảo xa xôi của Đài Loan. Các binh sĩ đã diễn tập một số vũ khí như lựu pháo 105 và 155mm, súng cối 120mm, súng máy M240, súng máy cỡ nòng 50 và súng bắn tỉa. Công dân Trung Quốc vẫn bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan. Ngày 24 tháng 4, tờ Taiwan News đưa tin, Hội đồng các vấn đề đại lục MAC cho biết công dân Trung Quốc vẫn tạm thời bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan. Theo Hội đồng các vấn đề đại lục, vì COVID-19 vẫn đang lan rộng ở Trung Quốc, công dân Trung Quốc đã bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan kể từ ngày 7 tháng 3. Ngoài ra, hãng Liberty Times đưa tin, Hội đồng các vấn đề đại lục cho biết chỉ những người có giấy phép cư trú tại Đài Loan, vợ hoặc chồng là công dân của Đài Loan, trường hợp là cư dân nước ngoài hoặc sinh viên được Bộ Giáo dục Đài Loan chấp thuận và những người đến vì mục đích kinh doanh mới được phép vào. Hội đồng các vấn đề đại lục cho biết sẽ điều chỉnh các chính sách đối với những công dân Trung Quốc có nhu cầu thăm thân ở Đài Loan, dựa trên tình hình đại dịch tổng thể trong và ngoài nước, cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cộng đồng. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 12 tháng 4 cho biết, thân nhân của công dân Đài Loan và cư dân nước ngoài, ngoại trừ lao động nhập cư, có thể bắt đầu xin thị thực thăm thân có hiệu lực ngay lập tức. Để xin thị thực, người thân phải xuất trình bằng chứng về mối quan hệ của họ với công dân Đài Loan hoặc cư dân nước ngoài mà họ dự định đến thăm. Những người trước đây đã được cấp giấy phép nhập cảnh đặc biệt hết hạn từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8 năm 2021 có thể đăng ký lại mà không phải trả thêm phí. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.